Giáo sứ Vinh Sơn, mục bổn mạng giáo sứ. Thứ năm, ngày 5 tháng 4 năm 2018, giáo sứ Vinh Sơn thuộc hạt Tây Ninh cử hành thánh lễ kính thánh Vinh Sơn, quen thầy giáo sứ. Trong dịp đặc biệt này, giáo xứ hân hoan chào đón Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ, nguyên giám mục giáo phận Phú Cường về thăm và chủ tế thánh lễ mừng kính thánh Vinh Sơn. Đúng 10 giờ, đoàn rước kiệu thánh Vinh Sơn tiến vào thánh đường. Đoàn đồng tế có cha Gioan Võ Hoàn Sinh, hạt trưởng hạt Tây Ninh, cha Phaolô Trần Thanh Danh, chánh xứ Vinh Sơn cùng các cha trong hạt Tây Ninh. Trước đó, Đức cha Phêrô làm phép tượng thánh Vinh Sơn. Trong bài giảng, Đức cha Phêrô giúp cho mọi người hiểu thêm rằng mình đang sống trong tuần bát nhật phục sinh. Trong suốt thời gian này, mọi người được nghe tin mừng thuật lại việc Chúa sống lại và khi hiện ra với các tông đồ, Chúa đã cho các ông thấy vết đinh trên tay của người Để các ông xác tín vào niềm tin của mình Mà đi làm chứng cho Chúa Và nhân dân Chúa rao giảng tin mừng cho con người Trước khi thánh lễ kết thúc Đại diện hội đồng mục vụ giáo xứ Có lời tri ân đến Đức Cha phi Quý cha, quý tu sĩ và toàn thể quý khách đã đến tham dự thánh lễ. Vị đại diện cũng dâng lên Đức cha Phêrô những đóa hoa tươi tỏ lòng hiếu kính của cộng đoàn Vinh Sơn đáp lời đức cha video chúc mừng đến toàn thể giáo xứ cũng như hội đồng một vụ giáo xứ nhân ngày mừng thánh Vinh Sơn quen thầy giáo xứ sau cùng đức cha video ban phép lành kết thúc thánh lễ